mình biết được một cái cách để diệt ruồi mới thì mình xin chia sẻ với mọi người nha. Nói chung là mấy cái gì hôi hôi á làm cho ruồi nó bu lại. Thì gen này là nó trị kiến rất là hay nha mọi người. Mình pha cái thuốc này với nước rồi mình thấm vô con cá này nè. Kết quả cuối cùng đây, ruồi chết rất là nhiều nha. Hai gói gen khoảng 12.000 thôi, trong khi lúc trước mình mua mấy cái miếng dính ruồi là một miếng đã là 5.000 rồi. Mình mua một bó như vậy 100 miếng là 500.000, nhưng mà sử dụng hết một bó thì nó vẫn không thể duy trì được cái tác dụng diệt ruồi nha. Còn cái này mọi người cứ để trong một cái khay như vậy, từ ngày này qua ngày nọ cứ bổ sung mồi và gen vào.